Hello, xin hân hạnh đón chào tất cả các anh chị và các bạn đến với channel của Phương Nga. Trước tiên hết, Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi trong những video clip vừa qua. Và hôm nay Nga sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn, có nghĩa là đây có thể là một trong những cái điều mà gọi là nhiều người đang quan tâm. Nếu như các anh chị và các bạn có dịp để mà đi du lịch nước ngoài, nhưng đặc biệt là khi mình đi du lịch đối với những cái nước như Mỹ và một số nước tiên tiến, thì họ có những cái điều mà giống như các anh chị đi á, thì tất nhiên là khi mình đi thì mình sẽ có mang hành lý, nào là hành lý carry-on và hành lý sách tay. Rồi ngoài ra trong những hành lý đó, tất nhiên là mình đi qua nơi đó mình thăm, nếu mà đi chỉ đi du lịch và tham quan mà nơi đó không có người thân của mình thì mình chẳng có mang cái gì gọi là nhiều, nhưng cũng có thể mình sẽ mang một số vài thức ăn, có nghĩa là phù hợp với cái giống như là cái khẩu vị của người Việt mình. Nhưng mà khi mình mang thì mình phải mang, mình khi mà mình mang thì mình phải chú ý những cái gì mà ở nước sở tại người ta cho hay là không cho. Và nếu như các anh chị có người thân thì các anh chị sẽ có những cái quà tặng để mà dành cho người thân của mình. Thì hôm nay Nga sẽ xin chia sẻ tập trung duy nhất là những cái hành lý nào mà các anh chị sẽ được mang đến ở tại Mỹ. Vì thật sự ra đó là qua những cái một loạt những cái lần chuyến đi của Nga đã đi Mỹ, thì Nga rút được một cái số cái kinh nghiệm và có những cái thông tin update thêm ở trên mạng. Thì Nga cũng xin chia sẻ như thế này các anh chị. Có nghĩa là Nga cũng theo dõi những cái thông tin này trên những trang web chính của tại Mỹ, và họ cũng ghi rõ ràng những thức ăn nào được mang vào Mỹ. Và cụ thể chi tiết thì các anh chị có thể liên hệ đến cái trang web mà các anh chị vô Google đánh từ khóa là Traveler bring food into the US for personal use. Đó là một trong những cái thông tin mà họ ghi rất là cụ thể và chi tiết. Thì đầu tiên thì Nga sẽ nói luôn các anh chị và các bạn, khi mà các anh chị và các bạn ở trên máy bay gần cái thời điểm mà khoảng chừng các anh chị bay khoảng còn khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng, hoặc trong suốt hành trình bay cái chặng đường dài từ Việt Nam sang Mỹ, thì tùy sân bay nhưng mà bất cứ máy bay nào người ta cũng sẽ cho các anh chị một cái tờ khai. Đó là tờ khai thông tin những cái gì các anh chị mang vào Mỹ. Nga ví dụ như người ta hỏi các anh chị là mang bao nhiêu tiền vô nước Mỹ, rồi các anh chị có mang những cái sản phẩm nào mà liên quan những cái cấm đoán và giống như là về thức ăn, đồ ăn, thức uống của mình, thì trong đó nó nhiều lắm. Và Nga sẽ nói tương đối là một số cái như thế này. Thế các anh chị và các bạn biết rằng khi mà đi máy bay thì các anh chị và các bạn có thể mang những cái đồ ăn thức uống, ví dụ như mì gói này kia, hoặc là tại mình đâu biết là mình có bị delay không, mình chỉ phòng hờ thôi, các anh chị có mang những cái thức ăn đó. Nhưng nếu như thức ăn đó mà có chứa thịt ở trong đó thì cái đó không được mang vào. Và các anh chị và các bạn nhớ là mình phải giục trước khi mình vô cái khâu hải quan, có nghĩa khi mà xuống sân bay ở bất cứ phi trường nào, các anh chị trước khi mà vô cái gọi là sân bay mà của international á, thì các anh chị sẽ, có nghĩa khi máy bay nó dừng đến hạ đường băng thì nó sẽ chạy đến cổng, và từ trong cổng các anh chị sẽ đi ra, và các anh chị sẽ đi ra cái lối, và sau đó mình sẽ xếp hàng phân biệt vô là cái cổng nào vô cho cái người nước ngoài, và cổng nào cho khách du lịch, và người mà cái cổng nào là dành cho gọi là công dân của Mỹ. Thì trước lúc đó thì các anh chị phải coi là hành lý carry-on của mình là gì. Nếu các anh chị mang hành lý carry-on mình mà còn đồ ăn thức uống, mà những cái đồ mà liên quan đến mà gọi là có liên quan đến yếu tố như thịt rồi trứng này kia thì các anh chị nên bỏ ha. Còn đối với hành lý gọi là Nga nói là hành lý ký gửi đi, thì nó sẽ mình lúc đó bây giờ mình đâu có thể nào mà đâu có hành lý ký gửi đâu. Do đó là mình phải thực hiện trước tại Việt Nam. Có nghĩa là các anh chị sẽ không mang những đồ ăn có chứa thịt, ví dụ như những cái món như là cá, tôm, hải sản, nhưng mà cái những cái đồ đó phải sạch và tự giống như là sạch, không có nhiễm khuẩn và được đóng gói đồ đàng hoàng. Nhưng trước kia thì cái này được, nhưng sau này thì cũng có một số cái sân bay người ta cũng hơi gắt,
Nhưng mà tùy ở từng trường hợp, nhưng khi mà Nga coi thông tin ở trên cái trang web và của Mỹ thì họ nói là họ không có cấm mà mang cá, tôm, hải sản. Nhưng mà do cái vụ mà kỳ vừa rồi cũng ở Việt Nam mình bị nhiễm một số cái chất mà vụ Formosa, nên cái đó nó đang có thể là một số cảng người ta sẽ cấm. Nhưng nếu như các anh chị cứ mang, nếu như là lỡ mình như mà rủi như mình quên, mình lỡ mình cứ mang mà đến ngoài qua bên đó thì mình sẽ giải trình và họ sẽ có qua cái hệ thống quét, thì lát hơn Nga sẽ nói cụ thể chi tiết hơn, miêu tả cho các anh chị. Rồi khi mà các anh chị mang những cái đồ mà thịt cá tươi sống này kia, những cái đó thì nên đề nghị là những đồ đó đồ khô hoặc là đã chế biến và có mang tính chất là giống như là nó được bảo quản kỹ càng, không nhiễm khuẩn gì á, thì cái đó thì còn tạm tạm ha. Rồi đối với trái cây, đặc biệt trái cây là không được mang, vì trong trái cây nó có hạt. Và tại sao không mang? Thí dụ như các anh chị mang những cái đồ mà trái cây sấy khô hay là những cái gì mà đã qua chế biến không thể nào trồng được á, thì mình có thể mình mang vào. Ví dụ như những đợt trước Nga mang trái sấu, nhưng mà trái sấu đó đã qua chế biến luộc này kia nên đem vô được, những cái đồ khô đem vô được. Và Nga cũng thắc mắc là vì sao là mình không thể nào mang những hạt vô như thế được. Tại vì lúc trước, nếu như anh chị theo dõi, có một số bài báo của Mỹ là do một số cái du khách họ mang những cái hạt giống đó đi vào trong nước Mỹ, mà trong cái hạt, những cái hạt đấy nó lại bị nhiễm khuẩn và nó tạo ra một cái gọi là, anh nhớ là anh đọc cái bài báo, nó là tạo ra một cái gọi là cái dịch ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp của nước Mỹ, và nó đã tốn rất nhiều tiền. Do đó là chính phủ Mỹ họ đã cấm không được mang những cái đồ đó vô, thì mọi người cũng hạn chế không nên mang nha. Rồi, việc kế tiếp nữa đó là sữa của trẻ em thì mình cũng sẽ mang được một số lượng dùng cho một vài ngày. Thí dụ như trên chuyến bay thì con nít nó vẫn còn uống sữa thì phải có những cái đó ha, cái đó thì mình mang được. Rồi, giống như trà, giống như mấy anh chị thấy là trà thì sao, có mang được không? Trà mang được, nhưng cái trà đó đã được sấy khô, không còn tươi. Tóm là cái gì mà đã sấy rồi, qua chế biến rồi thì mình sẽ mang được. Nhưng nhớ, thịt không được mang mặc dù đã chế biến rồi nha các anh chị. Rồi cà phê thì sao? Cà phê thì mang được, nhưng với điều kiện cà phê đó đã được gì? Đã được gọi là rang rồi, đã được chế biến, xay nhuyễn rồi, đóng gói thì mình mang, ok, được, không sao. Gia vị thì các anh chị biết rằng gia vị, các anh chị nói là ồ gia vị có những cái cũng có biết có mang được hay không. Nhưng những lần trước của Nga có thể mang được gia vị, nhưng mà với điều kiện là những gia vị đó họ đã qua chế biến. Ví dụ như Nga mang hồi nè, Nga mang quế nè, những cái đó là những cái cây cối này kia, sorry mọi người, đã chế biến rồi thì mình sẽ mang qua được. Rồi, ví dụ như Nga mang những cái giống như gia vị, giống như là những cái sả sấy khô này kia, rồi những cái hạt mà nó đã sấy, nó tóm là nó không còn yếu tố nào có thể là nảy mầm được và không thể nào trồng được, thì cái đó mình đã sấy chế biến rồi thì cái đó là mình có thể mình mang. Những cái bột ngũ cốc mà mình đã chế biến rồi thì ok, không sao cả. Rồi, nấm thì sao? À, đặc biệt mấy anh chị nhớ nha, nấm thì mình chỉ nên nấm mà mình đã chế biến rồi. Có nghĩa ví dụ như các anh chị không đem cái nấm tươi, mà các anh chị chỉ là đem cái nấm đã chế biến rồi, tại vì cái nấm chế biến thì không thể nào nó nảy mầm mà cũng không có yếu tố nào hết, nó chỉ là thức ăn, thì cái đó mình mang được, ok. Rồi, một số trái cây thì không được phép. Và đặc biệt như thế này là các anh chị không được mang trứng vô trong vô lãnh thổ nước Mỹ. Và các điều lưu ý như thế này là mọi người biết rằng có những cái trường hợp mình giống như là nhiều khi chỉ sơ suất thôi chứ không phải ấy nữa, và tùy tình huống và cái khi đến hải quan họ sẽ đánh giá mình như thế nào, có thành thật hay không thành thật. Nhưng ví dụ như cái chuyến các anh chị mà đi từ Việt Nam sang Mỹ, các anh chị sẽ đến sân bay phải không, nhưng mà mình giống trong quá trình đó đi thì mình cũng có mang những đồ ăn thức uống để trên máy bay mình ăn, hoặc là trên máy bay người ta phát cho mình mà mình cầm mình không ăn hết thì mình nhiều khi mình cầm theo, rồi quên tình cờ thì mình nhét vô ba lô. Và khi đó tại các anh chị biết là sau khi mình đã khai báo hải quan xong, các anh chị xuống dưới cái chỗ mà khoang để lấy hành lý, các anh chị sẽ tất cả
của mình sẽ đẩy lên xe, để lên xe và mình đẩy vô. Khi đi vào đến một cái cổng, có nghĩa là cái gần đến đường ra rồi, thì nó có một cái chỗ phân. Nếu như người ta thấy mình hành lý này giống như ta có nghi ngờ gì á, thì người ta sẽ kêu mình đi vô cái quầy A, quầy B, quầy C gì á, để vô một máy quét. Rồi nhiều khi mình thật sự ra là nghe, ví dụ như cái trường hợp những cái đồ mà trên carry on của mình quên là đồ ăn ở trên máy bay mình đem, nhưng mà trong rỗng vẫn còn có chứa giống như thịt hay là chứa những cái gì mà điều cấm như thịt hoặc trứng. Hoặc nhiều khi có lần đó thì mình bạn của mình á mang cái bánh trung thu mà để ăn trên máy bay thôi, chứ không phải ý định là mang vô lãnh thổ nước Mỹ, nhưng mà quên tình cờ để ở trong cái carry on là cái bag bạc, cái ba lô á, thì thế là mà qua máy quét, thế là người ta mới định là người ta hỏi ủa cái này là có trứng mà sao, nói chị nói là chị quên, thật sự là cái bánh đó đã được cắt ra rồi và người ta ăn mà ta quên, ta nói là chưa có ăn xong. Mà ngay cả chính bản thân của những người mà đi chung với Nga cũng vậy, mấy cô ăn bánh mì thịt các anh chị biết hả, ăn trên máy bay rồi quên còn chút, thế là nhít trong hành lý carry on, đến hồi vô trong đạo trọng nó người ta quét, người ta reo lên, người ta xét rất kỹ lưỡng và ta cầm ra miếng bánh mì thịt của bạn còn. Do đó là các anh chị và các bạn hãy cẩn thận những cái đồ mà họ cấm và những cái gì mà trước khi mà các anh chị đi và các anh chị đóng gói. Ngay cả Nga nói luôn cả lời khuyên của Nga là đối với các anh chị và các bạn, nếu như các anh chị và các bạn đi và có nhận những cái hành lý mà gửi của bạn bè hay người thân, thì vui lòng nói thẳng với họ là đừng có quét lại tất cả những gì. Tại vì mình sẽ kiểm tra, thứ nhất là mình coi cái hàng đó có phải hàng cấm không, để mình trả lại liền. Thứ hai, mình biết được cái xuất xứ của hàng đó là hàng như thế nào. Thà mình mất lòng trước còn hơn là đến lúc đó các anh chị tiến lui không được. Nhưng ví dụ một trường hợp trước khi Nga kết thúc bài là, ví dụ như các anh chị nhận cái món hàng đó của một người bạn mình, người ta gửi mà người ta quét tùm lum, người ta quấn rất là kỹ. Xin lỗi, mình cũng nói thẳng với họ là mình sẽ mở kiểm tra trước. Tại vì đặc trường hợp nếu như đồ đó người ta gửi là đồ cấm, thì đến hải quan hay bất cứ tại Việt Nam qua máy quét, nếu như đồ đó là đồ không được tốt, thì đồ cấm mà hàng thuộc là hàng mà cấm đó, là mà rủi ro mình mang quà vào thân là việc thứ nhất. Tại vì cái trường hợp này đã có trường hợp xảy ra đối với những người mà Nga được biết, trong những người bạn của người bạn Nga, có nghĩa là bị giữ lại vì bị bắt và bị cái như có thể là bỏ mạng tại một cái nước đó. Khi mà qua hải quan người ta quét thì trong đó có nhiều cái người đó không biết là cái người kia đã gửi mình, mà người ta thật sự người ta hồi đó giờ ta chưa đi, người ta không biết gửi trong đó có cái yếu tố là cái hàng cấm, và cái người đó họ thật sự họ rất là sốc, là không biết vì sao và họ cảm giác mọi cái thức như là không thể nào nói được, vì cái đó cũng đã qua rồi. Thật sự cái điều đó đều có thật sự ở ngoài thực tế. Và việc thứ hai, trường hợp nha, ví dụ như hàng đó không phải là hàng cấm mà rồi là đặc biệt, mà theo quy định của từng quốc gia luôn, mà nói cho thí dụ như cái ví dụ hàng đó là chỉ là hàng ví dụ như là hàng cấm giống như thịt cá trứng gì kia đem vô mà mình đâu biết đâu, tự nhiên mình cầm vô đến đó hải quan người ta cấm, người ta dục tại đó rồi, thứ nhất mình qua bên kia mình không trả lời được, tại vì cái đó giống như là mình người ta sẽ nghi ngờ mình nhiều cái, và thật sự là cái đó sẽ làm cho mất lòng lắm. Do đó các anh chị và các bạn nhớ là thứ nhất là những hàng nên mang đi và không mang đi, và nếu như nhận hàng của người ta thì cũng nói thẳng và cũng thẳng luôn là mình xét trước, kiểm tra trước, được lòng trước, giống như mất lòng trước được làm sao đi cho nó dễ dàng, chứ không thôi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều yếu tố. Và đây là một số cái mà chính bản thân Nga đã thấy được, và nó cũng có thể là đối với các anh chị, tùy các anh chị, nhưng đây là những cái mà Nga đã trải qua trong cái chuyến đi khi mà đi vào lãnh thổ nước Mỹ. Và Nga nói luôn các anh chị và các bạn là họ xét rất kỹ nha các anh chị và các bạn, khi đến hành lý xét là của ai nấy giữ, không ai giúp đỡ ai. Và các anh chị cũng hãy lưu ý cái gì mà mình lỡ mình có quên, hãy gì thật thà mình nói chuyện với người ta, và các anh chị cứ bình tĩnh và trả lời. Và Nga tin rằng là mọi người sẽ chuẩn bị thật là tốt cho chuyến đi của mình, và Nga cũng chúc các anh chị và các bạn gặp được mọi điều may mắn. Và đây có thể là một trong những cái kinh nghiệm và bản thân Nga đã trải qua, và Nga xin chia sẻ các anh chị và các bạn.
nếu các anh chị và các bạn thích những cái gì mà Nga chia sẻ thì có thể cho Nga biết, hoặc thắc mắc gì có thể các anh chị để lại lời comment, Nga sẽ trả lời cho các anh chị. Và trong những video sắp tới thì Nga sẽ có cách là Nga sẽ có những cái video chia sẻ trong cái hành trình bay của mình như thế nào, và các anh chị sẽ thấy là cái chặng đường bay rất là ngắn, và các anh chị sẽ thấy khỏe khi các anh chị đến cái nơi ví dụ lệch múi giờ như thế, tại chính bản thân mình đã trải qua, và Nga sẽ xin chia sẻ cho các anh chị và các bạn trong những đoạn clip kế tiếp. Dạ, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào ạ.